Anh giới thiệu các bạn một cái gom lê Bavnir AD5 màu vàng gold, rất là đẹp, sang trọng. Các bạn nhìn nó rất là giống những cái âm ly Denon 1500 R2 La Mã. Con này thì cái thiết kế khá là quen thuộc, là cái volume nằm ở chính giữa, backstrap nằm hai bên, ba lăng và red selector nằm bên này, cổng input ở trên. Mặt tiền rất là sang, không có một tì vết nào. Và cái con này thì có lo nét luôn nha. Con này chạy sò một phép, đặc biệt nó chạy nguồn tăng vô xuyến này. Nhìn những bạn thấy này, tăng vô xuyến. Đánh được hai cặp loa AB, A cộng B. Và rất là dễ ghép với những dòng loa như JBL, Pioneer, Onkyo. Bây giờ mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn nha. Trợ kháng nó hỗ trợ đánh từ 4 đến 16 ohm. Công suất là 160W nha. Điện 100V, hàng nội địa Nhật Bản, giá rất là rẻ luôn, 4.800.000. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc cái con này cho các bạn nghe. Thì con này thì giá này thì rất là phù hợp rồi. Các bạn có thể kiếm một cặp loa như thế này. Nó chỉ có cặp loa JBL này 8 triệu mấy thôi, là cả bộ chúng ta Vivo nghe nhạc, có thể kết hợp một cái vang để karaoke rồi. Rồi bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Đây là USB 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB, giá là 2 triệu. Thì nếu các bạn có nhu cầu về nhạc chất lượng cao và USB ổ cứng thì liên hệ mình nha. Ổ cứng thì nó sẽ có thêm nhạc quốc tế nữa, còn USB thì chỉ nhạc Việt thôi nha.
Sao subscribe.